Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 23. Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương. Phẩm thứ 10, phần 3. Lại nữa, thiện nam tử, hết thảy phàm phu tuy khéo giữ gìn, bảo vệ thân tâm, nhưng vẫn còn sanh ra ba loại tư tưởng xấu ác. Vì nhân duyên ấy, nên dù có dứt trừ được phiền não, sanh lên cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, rồi sao cũng vẫn rơi trở lại trong ba đường ác. Thiện nam tử, ví như có người vượt qua biển cả, đã gần đến bờ bên kia, nhưng bị chìm xuống nước mà chết. Những kẻ phàm phu cũng như vậy, họ vừa sắp vượt ra khỏi ba cõi, nhưng phải rơi trở lại trong ba đường ác. Vì sao vậy? Vì họ không có những tư tưởng hiền thiện. Những gì là tư tưởng hiền thiện? Đó là sáu chỗ niệm tưởng. Kẻ phàm phu tâm thiện yếu ớt, tâm bất thiện mãnh liệt. Vì tâm thiện yếu ớt, nên tâm trí tuệ mỏng manh. Vì tâm trí tuệ mỏng manh, nên các lậu hoặc tăng trưởng. Đại Bồ Tát có mắt tuệ thanh tịnh, thấy rõ lỗi lầm của ba loại tư tưởng xấu ác, biết rằng ba loại tư tưởng xấu ấy gây nhiều tai hại, thường khiến chúng sanh trở thành oán nghịch với ba thừa. Do nhân duyên là ba loại tư tưởng xấu ác mà khiến cho vô lượng chúng sanh phàm phu không thấy được tánh Phật. Trong vô lượng kiếp sanh lòng điên đảo, cho rằng Phật Thế Tôn không có thường, lạc, ngã, chỉ duy nhất có tịnh, rằng Như Lai dứt bỏ hết tất cả mà nhập Niết Bàn. Hết thảy chúng sanh đều không có thường, lạc, ngã, tịnh, nhưng vì lòng điên đảo nên nói rằng có thường, lạc, ngã, tịnh. Thật không có ba thừa, nhưng vì lòng điên đảo nên nói có ba thừa. Thật có một đạo chân thật không hư dối, nhưng vì lòng điên đảo nên nói rằng không có. Chư Phật và Bồ Tát thường quở trách ba loại tư tưởng xấu ác này. Chúng thường gây hại cho bản thân hoặc cũng gây hại người khác. Nếu có ba loại tư tưởng xấu ác này, thì hết thảy các việc ác thường theo đó mà sinh ra. Ba loại tư tưởng xấu ác này là ba sợi dây liên kết trói buộc chúng sanh trong dòng sanh tử không bờ bến. Đại Bồ Tát thường quán sát như vậy về ba loại tư tưởng xấu ác. Nếu có lúc gặp những nhân duyên nên sanh khởi dục giác, Bồ Tát chỉ lặng lẽ không chấp nhận. Ví như người sạch sẽ, tinh khiết, ác không nhận lấy các thứ phẩm dơ, như hòn sắt nóng chẳng có ai cầm lấy, như người thuộc dòng Bà La Môn không ăn thịt bò, như người đã ăn no không ăn món ăn dở, như vua chuyển luân không cùng ngồi với bọn chiên Đà La. Bồ Tát cũng như vậy, khinh ghét ba loại tư tưởng xấu ác, không chấp nhận, không sinh lòng ưa thích. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát suy xét rằng chúng sanh đều biết ta là thửa ruộng tốt để họ gieo trồng phước lành, làm sao ta lại chấp nhận các pháp xấu ác này? Nếu ta chấp nhận các tư tưởng xấu ác, ắt không thể làm ruộng phước tốt đẹp cho chúng sanh. Tuy ta không tự xưng là ruộng phước tốt, nhưng chúng sanh nhìn thấy hình tướng của ta liền nói rằng ta là ruộng phước tốt.
Nay nếu ta sanh khởi những tư tưởng xấu ác như vậy, tức là dối gạt hết thảy chúng sanh. Thuở xưa, ta vì làm chuyện dối gạt mà phải trải qua vô lượng kiếp lưu chuyển trong sanh tử, rơi vào ba đường ác. Nếu ta đem tâm xấu ác mà thọ nhận sự tính thí của người, tất cả chư thiên và các vị tiên đã đạt năm thần thông, ắt sẽ rõ biết mà quở trách. Nếu ta sinh khởi tư tưởng xấu ác mà thọ nhận sự tính thí của người, thì sẽ khiến cho quả báo của người cúng thí phải giảm bớt, hoặc chẳng được quả báo gì cả. Nếu ta đem tâm xấu ác mà thọ nhận vật cúng thí của đàn diệt, ắt ta sẽ thành kẻ oán thù của người cúng thí. Tất cả những người cúng thí đối với ta thường sanh lòng yêu kính như con đẻ. Làm sao ta lại dối gạt họ mà sanh lòng thù oán? Vì sao nói là sanh lòng thù oán? Vì ta làm cho họ không được quả báo, hoặc chỉ được chút ít quả báo mà thôi. Ta thường tự xưng là người xuất gia. Người xuất gia thì không nên khởi lòng xấu ác. Nếu khởi lòng xấu ác thì chẳng phải người xuất gia. Người xuất gia thì lời nói phải phù hợp với việc làm. Nếu lời nói và việc làm không phù hợp nhau, ắt không phải người xuất gia. Ta đã dứt bỏ cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, bạn bè, xuất gia tu học đạo. Chính là lúc tu tập các tư tưởng hiền thiện, không phải lúc tu tập các tư tưởng bất thiện. Ví như có người ra biển tìm châu báu, nhưng chẳng lấy châu báu thật, chỉ lấy toàn thủy tinh. Lại cũng như người từ bỏ nơi có âm nhạc vi diệu mà đến chơi chỗ có phận dơ. Như kẻ dứt bỏ người con gái cao quý mà tư thông với con hầu gái. Như kẻ dứt bỏ chậu vàng mà dùng chậu sành. Như người dứt bỏ món cam lộ mà dùng món thuốc độc. Như người bỏ vị lương y tài giỏi và thân thiết từ lâu mà theo thầy thuốc có oán thù xấu ác để xin thuốc uống. Ta cũng như vậy, nếu khởi lòng xấu ác, tức là lìa bỏ món pháp vị cam lộ của bậc đại sư Như Lai Thế Tôn mà dùng đủ mọi thứ tư tưởng xấu ác của bọn oán thù là ma. Thân người khó được như hoa ưu đàm, mà nay ta đã được. Đức Như Lai khó gặp hơn cả hoa ưu đàm, mà nay ta đã gặp. Pháp bảo thanh tịnh khó được nghe, mà nay ta đã được nghe. Thật hy hữu chẳng khác nào con rùa mù gặp bọng cây nổi. Đời người trôi qua nhanh chóng, nhanh hơn cả thác nước đổ xuống từ trên núi cao, chẳng lúc nào ngừng. Ngày nay tuy còn, ngày mai không dám chắc. Vì sao lại buông thả tâm mình để rơi vào các pháp xấu ác? Tuổi xuân tráng kiện không dừng lại, đang qua nhanh như ngựa chạy, sao có thể dựa vào đó mà sanh lòng kiêu mạn? Ví như bọn ác quỷ luôn rình rập tìm kiếm lỗi lầm của người. Ác ma bốn đại cũng vậy, thường rình rập tìm kiếm những chỗ sai lầm của ta. Sao ta lại để cho các tư tưởng xấu ác sanh khởi? Ví như căn nhà mục nát sắp sụp đổ, mạng sống của ta cũng vậy, vì sao lại khởi lòng xấu ác? Ta mang danh là Sa Môn, tức là người rõ biết cách tri giác hiền thiện. Như nay ta sanh khởi những tư tưởng bất thiện, sao đáng gọi là Sa Môn? Ta mang danh là người xuất gia, tức là người tu tập đạo lành. Như nay ta làm điều ác, sao đáng gọi là người xuất gia? Ta mang danh là Bà La Môn chân chánh, tức là người tu tập hạnh thanh tịnh. Như nay ta khởi tư tưởng xấu ác, tức là điều bất tịnh, sao đáng gọi là Bà La Môn? Ta cũng mang danh thuộc dòng tộc lớn là Sát Lợi, tức là người có thể dẹp trừ những kẻ thù địch. Như nay ta không thể dẹp trừ kẻ thù địch là những điều xấu ác, sao đáng gọi là thuộc dòng tộc Sát Lợi? Ta mang danh là Tỳ Kheo, tức là người phá trừ phiền não. Như nay
ta không phá trừ phiền não là tư tưởng xấu ác, sao đáng gọi là tỳ kheo? Ở đời có sáu điều khó gặp, khó được. Nay ta đã được rồi, vì sao lại để cho những tư tưởng xấu ác tồn tại trong lòng? Những gì là sáu điều khó gặp, khó được? Một là khó gặp lúc Phật ra đời. Hai là khó được nghe chánh pháp. Ba là khó sanh khởi tâm lành. Bốn là khó được sanh ra giữa nơi văn minh hội tụ. Năm là khó được thân người. Sáu là khó được đầy đủ các giác quan. Sáu việc ấy là khó được, nay ta đều đã được. Vì vậy, không nên sanh khởi các tư tưởng xấu ác. Bồ Tát khi ấy tu hành kinh Đại Niết Bàn này thường chuyên cần quán sát các tâm xấu ác như vậy. Hết thảy phàm phu vì không thấy được sự nguy hại của các tâm xấu ác như vậy, cho nên chấp nhận tùy theo ba loại tư tưởng xấu ác, đó gọi là nhận lấy lậu hoặc. Bồ Tát thấy rõ những sự nguy hại ấy nên không nhận chịu, không vướng mắc, buông bỏ, không nắm giữ, y theo tám thánh đạo mà loại bỏ, dứt trừ các tư tưởng xấu ác. Vì thế, Bồ Tát còn không nhận lấy lậu hoặc, sao lại nói là Như Lai có lậu hoặc? Do nghĩa ấy, nên Như Lai Thế Tôn không phải là hữu lậu. Lại nữa, thiện nam tử, kẻ phàm phu khi gặp những sự khổ não nơi thân tâm, liền khởi lên mọi điều xấu ác. Do nơi thân có bệnh hay tâm có bệnh mà khiến cho thân, khẩu, ý của chúng sanh làm đủ mọi việc xấu ác. Do làm ác nên phải luân hồi trong ba đường ác, chịu đủ mọi sự khổ. Vì sao vậy? Vì kẻ phàm phu không có niệm và trí tuệ, do đó mà sanh ra đủ mọi lậu hoặc. Đó gọi là niệm lậu. Đại Bồ Tát thường tự suy xét rằng, từ xưa đến nay, trải qua vô số kiếp, vì thân tâm này ta đã tạo mọi nghiệp ác. Bởi nhân duyên ấy, ta lưu chuyển sanh tử ở trong ba đường ác, chịu đủ các nỗi khổ, xa cách con đường chân chánh ba thừa. Bởi nhân duyên ấy, Bồ Tát đối với thân tâm mình sanh ra rất sợ sệt, liền lìa bỏ mọi việc ác, noi theo đường lành. Thiện nam tử, ví như có vị vua đem bốn con rắn độc nhốt trong một cái lồng, rồi sai một người trông nom nuôi dưỡng. Mỗi khi ngủ dậy lại tắm rửa kỳ cọ thân mình cho rắn. Vua ra lệnh rằng, nếu ngươi chọc giận một con rắn, ta sẽ mang ngươi ra hành hình giữa chợ. Bấy giờ nghe lệnh vua như thế, người ấy sợ quá, liền bỏ lồng rắn mà chạy trốn. Vua liền sai năm tên chiên đà la cầm đao rượt theo. Người ấy ngoái lại, thấy phía sau có năm người rượt đuổi, liền ra sức chạy nhanh. Năm tên chiên đà la dùng mưu trước xấu, giấu kín khí giới, rồi bí mật sai một người giả vờ thân thiện đến gần nói với người ấy rằng, ông nên quay trở lại. Người ấy chẳng tin lời, chạy vào trốn trong một xóm nhà. Khi vào xóm rồi, hé nhìn ở các nhà đều không thấy người. Người ấy xem qua các đồ chứa đều không thấy có gì trong đó cả. Tìm không thấy người, cũng không thấy có vật dụng gì. Người ấy liền ngồi bệt xuống đất. Bỗng nghe giữa không trung có tiếng rằng, hỡi ôi chàng trai kia, xóm nhà này trống vắng, không có dân cư. Đêm nay sẽ có sáu tên giặc cướp đến đây. Nếu ông gặp bọn cướp ấy, ắt là không sống được, ông biết làm sao thoát được. Bấy giờ người ấy càng thêm sợ sệt, liền bỏ nơi ấy mà đi. Trên đường gặp một con sông nước chảy xiết, lại không có thuyền bè. Vì sợ hãi, người ấy liền thu nhặt nhiều thứ cỏ cây, kết thành một chiếc bè, rồi suy nghĩ rằng, nếu ta ở lại đây, ắt sẽ bị hại bởi rắn độc, năm tên chiên đà la, một kẻ giả vờ thân thiện,
cùng với bọn 6 tên giặc cướp. Nếu ta qua sông này mà chiếc bè không đủ sức chịu đựng, ắt phải chết chìm. Nhưng ta thà chết chìm chứ không để bị hại bởi rắn độc và bọn giặc cướp kia. Người ấy liền đẩy bè cỏ xuống nước, nương mình trên bè, tay ôm chân đạp trẻ nước mà qua sông. Khi tới bờ bên kia, người ấy được an ổn, không còn tai họa, tâm ý vui sướng nhẹ nhàng, mọi nỗi sợ hãi không còn nữa. Đại Bồ Tát được nghe và thọ trì kinh Đại Niết Bàn, quán xét thân này như cái lồng nhốt 4 con rắn độc là 4 đại: đất, nước, lửa, gió. Rắn độc có 4 cách gây độc cho người: lấy mắt nhìn gây độc, thân đụng chạm gây độc, phun nọc gây độc và dùng răng cắn gây độc. Tất cả chúng sanh vì gặp 4 cách gây độc ấy nên phải mất mạng. 4 đại của chúng sanh cũng vậy, hoặc nhìn thấy là xấu ác, hoặc đụng chạm là xấu ác, hoặc hơi thở là xấu ác, hoặc cắn xé là xấu ác. Vì những nhân duyên ấy mà lìa xa mọi điều lành. Lại nữa, thiện nam tử, Đại Bồ Tát quán xét 4 con rắn độc có 4 chủng tánh: sát lợi, bà la môn, tỳ xá, thủ đà. Rắn 4 đại cũng vậy, có 4 tánh chất: tánh bền chắc, tánh ẩm ướt, tánh nóng ấm, tánh chuyển động. Cho nên Bồ Tát quán xét 4 đại với 4 rắn độc là đồng tánh chất. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát quán xét 4 đại như 4 rắn độc. Vì sao quán xét 4 đại là 4 rắn độc? Vì rắn độc thường rình rập để tìm lúc thuận tiện hại người. Chúng biết lúc nào nên nhìn để gây độc, lúc nào nên đụng chạm, lúc nào nên phun nọc và lúc nào nên mổ cắn. Rắn độc 4 đại cũng vậy, thường rình rập chúng sanh để tìm chỗ thiếu sót, yếu kém mà gây hại. Người bị rắn độc giết hại không đọa vào 3 đường ác, nhưng nếu bị 4 đại giết hại thì chắc chắn phải đọa vào 3 đường ác, không còn nghi ngờ gì nữa. 4 con rắn độc ấy dù được người chăm sóc nuôi dưỡng nhưng vẫn muốn giết hại người. 4 đại cũng thế, dù được sự cung cấp nuôi dưỡng của người nhưng vẫn thường xúi dục người làm mọi điều ác. Trong 4 rắn độc ấy, nếu có một con bị chọc giận, nó có thể giết người. Tánh chất của 4 đại cũng vậy, nếu có một đại bộc phát cũng có thể hại người. 4 rắn độc ấy tuy ở cùng nhau nhưng chẳng đồng lòng với nhau. Rắn độc 4 đại cũng vậy, tuy ở cùng một nơi nhưng là 4 tánh khác nhau. 4 rắn độc ấy dù có cung kính cũng khó mà gần gũi. Rắn độc 4 đại cũng vậy, dù có cung kính cũng khó gần gũi. Khi 4 rắn độc ấy hại người, nếu có vị sa môn hay bà la môn nào dùng chú thuật hay thuốc thang thì có thể chữa trị được. 4 đại nếu hại người, dù có thần chú hay thuốc hay của các vị sa môn hoặc bà la môn cũng không thể chữa trị. Như người đang vui, nghe hơi hôi hám đáng ghét của 4 rắn độc liền tức thời lìa xa. Chư Phật và Bồ Tát cũng vậy, nghe hơi hôi hám của 4 đại liền tức thời lìa xa. Bây giờ Bồ Tát lại suy nghĩ rằng rắn độc 4 đại thật rất đáng sợ, liền quay lưng mà tránh xa, chuyên tâm tu tập 8 thánh đạo. 5 tên Chiên Đà La kia tức là 5 ấm. Vì sao Bồ Tát quán xét 5 ấm như Chiên Đà La? Chiên Đà La thường khiến cho những người thương yêu nhau phải chia lìa, những người oán ghét phải gặp gỡ nhau. 5 ấm cũng thế, khiến cho con người ham muốn gần gũi những pháp bất thiện, lìa xa hết thảy mọi pháp thuần thiện. Lại nữa, thiện nam tử, những kẻ Chiên Đà La tự trang bị đủ mọi thứ khí giới, như đao, như thuẫn, như cung tên, áo giáp, giáo mát, để có thể hại người. 5 ấm cũng tự trang bị kiên cố bằng các phiền não,
làm hại những kẻ ngu si phải chìm đắm trong ba cõi. Thiện nam tử, những kẻ chiên đà la bắt được người có tội liền làm hại. Năm ấm cũng vậy, có thể làm hại những người có lỗi lầm phiền não. Vì lẽ ấy, Bồ Tát quán xét sâu xa năm ấm cũng như chiên đà la. Lại nữa, Bồ Tát quán sát năm ấm như chiên đà la, vì chiên đà la chẳng có lòng thương xót làm hại cả kẻ oán lẫn người thân. Năm ấm cũng vậy, không có lòng thương xót làm hại cả người thiện lẫn kẻ ác. Như chiên đà la quấy rối tất cả mọi người, năm ấm cũng vậy, thường dùng các phiền não mà quấy rối tất cả chúng sanh trong sanh tử. Cho nên Bồ Tát quán xét năm ấm như chiên đà la. Lại nữa, Bồ Tát quán sát năm ấm như chiên đà la, vì chiên đà la thường ôm lòng gây hại. Năm ấm cũng vậy, thường chất chứa trong lòng những phiền não trói buộc gây hại. Như một người không có chân để chạy, không có đao kiếm gậy gộc, không có kẻ đi theo bảo vệ, nên biết rằng người ấy ắt sẽ bị kẻ chiên đà la giết hại. Chúng sanh cũng vậy, nếu không có chân để chạy, không có đao kiếm, không có kẻ đi theo bảo vệ, thì sẽ phải bị năm ấm làm hại. Chân đó là giới luật, đao kiếm đó là trí tuệ, kẻ đi theo bảo vệ tức là các vị thiền tri thức, bạn tốt. Vì không có ba điều ấy nên mới bị năm ấm làm hại. Vì thế Bồ Tát quán xét năm ấm như chiên đà la. Lại nữa, thiện nam tử, Đại Bồ Tát quán xét năm ấm còn đáng sợ hơn cả chiên đà la. Vì sao vậy? Chúng sanh bị năm kẻ chiên đà la giết hại, không phải đọa vào địa ngục. Nhưng nếu bị năm ấm giết hại, thì ắt phải đọa vào địa ngục. Vì nghĩa ấy, nên Bồ Tát quán sát năm ấm còn đáng sợ hơn cả chiên đà la. Quán xét như vậy rồi, Bồ Tát bèn lập nguyện rằng: ta thà trọn đời ở gần kẻ chiên đà la, chứ không gần gũi năm ấm dù chỉ trong phút chốc. Chiên đà la chỉ có thể làm hại người ngu si ở dục giới mà thôi, còn giặc năm ấm có thể làm hại chúng sanh phàm phu khắp trong ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chiên đà la chỉ có thể làm hại người có tội mà thôi, còn giặc năm ấm không phân biệt chúng sanh là có tội hay không có tội, đều làm hại tất cả. Chiên đà la không làm hại những người già yếu, phụ nữ, trẻ con, còn giặc năm ấm không phân biệt chúng sanh nào là già yếu, trẻ con hay phụ nữ, đều làm hại tất cả. Cho nên Bồ Tát quán xét sâu xa thấy năm ấm còn đáng sợ hơn cả chiên đà la. Vì thế Bồ Tát phát nguyện rằng: ta thà trọn đời ở gần kẻ chiên đà la, chứ không gần gũi với năm ấm dù chỉ trong phút chốc. Lại nữa, thiện nam tử, chiên đà la chỉ làm hại người khác mà thôi, chẳng bao giờ tự hại mình. Giặc năm ấm làm hại cả mình và người khác đáng sợ hơn cả chiên đà la. Kẻ chiên đà la có thể dùng lời khéo léo, tiền của, vật quý, mua chuộc để cầu được thoát. Năm ấm chẳng phải vậy, không thể gượng dùng lời khéo léo dẫn dụ hoặc tiền của, vật quý để cầu được thoát. Kẻ chiên đà la không phải trong bốn thời đều luôn giết hại. Năm ấm chẳng phải vậy, trong từng khoảnh khắc vẫn thường làm hại chúng sanh. Kẻ chiên đà la chỉ ở tại một nơi mà thôi, nên có thể trốn tránh đi nơi khác. Năm ấm chẳng phải vậy, khắp nơi đều có, nên không thể nào trốn tránh được. Kẻ chiên đà la tuy làm hại người, nhưng đã hại rồi thì không đuổi theo. Năm ấm chẳng phải vậy, đã giết hại chúng sanh rồi, lại còn bám theo mãi mãi không rời. Cho nên Bồ Tát thà trọn đời phải ở gần kẻ chiên đà la, chứ cũng không gần gũi với năm ấm dù chỉ trong phút chốc. Người có trí tuệ dùng phương tiện khéo léo mà thoát khỏi năm ấm,
phương tiện khéo léo đó tức là tám thánh đạo, sáu ba la mật, bốn tâm vô lượng. Nhờ phương tiện ấy mà được giải thoát, thân tâm chẳng bị năm ấm làm hại. Vì sao vậy? Vì thân như kim cang, tâm như hư không, nên khó bị hư hoại. Do những nghĩa ấy, Bồ Tát quán xét các ấm gây ra đủ mọi pháp bất thiện, sanh ra nỗi sợ lớn, bèn lo tu tập tám thánh đạo. Cũng giống như người bỏ trốn kia, vì sợ bốn con rắn độc, năm kẻ chiên đà la, nên băng đường mà chạy đi, không dám quay đầu nhìn lại. Kẻ thù quán giả vờ thân thiện kia, tức là tham ái. Đại Bồ Tát quán xét sâu xa sự trói buộc của tham ái, giống như kẻ thù quán giả vờ thân thiện. Nếu rõ biết sự thật thì kẻ ấy chẳng làm gì được, nếu không rõ biết thì sẽ bị hại. Tham ái cũng vậy. Nếu biết được tánh thật của tham ái thì chúng sanh không còn bị luân chuyển trong biển khổ sanh tử. Nếu không biết được tánh thật của tham ái thì phải luân hồi trong sáu nẻo, chịu đủ mọi nỗi khổ. Vì sao vậy? Vì tham ái là bệnh, rất khó buông bỏ xa lìa, cũng như kẻ thù quán giả vờ thân thiện, rất khó lìa xa. Kẻ thù quán giả vờ thân thiện thường rình rập tìm chỗ thuận tiện để khiến cho những người thương yêu nhau phải chia lìa, những người oán ghét phải gặp gỡ nhau. Tham ái cũng vậy, khiến cho người ta xa cách hết thảy pháp lành, gần gũi hết thảy các pháp bất thiện. Vì nghĩa ấy nên Bồ Tát quán xét sâu xa thấy tham ái như kẻ thù oán giả vờ thân thiện, vì khiến cho người ta thấy cũng như không thấy, nghe cũng như không nghe. Như kẻ phàm phu tuy có trí tuệ thấy được lỗi lầm của sanh tử, nhưng vì sự ngu si che lấp nên cũng như không thấy. Hàng thanh văn duyên giác cũng vậy, tuy thấy cũng như không thấy, tuy nghe cũng như không nghe. Vì sao vậy? Vì có tâm tham ái. Thế nào là vì có tâm tham ái? Vì thấy chỗ lỗi lầm của sanh tử nhưng không thể nhanh chóng đạt đến quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Do nghĩa ấy, Đại Bồ Tát quán xét sự trói buộc của tham ái giống như kẻ thù oán giả vờ thân thiện. Thế nào là biểu hiện của kẻ thù oán giả vờ thân thiện? Kẻ thù oán là không chân thật nhưng giả vờ ra vẻ chân thật, không thể gần gũi nhưng giả vờ ra vẻ gần gũi, thật là bất thiện nhưng giả vờ ra vẻ hiền thiện, thật không có lòng thương yêu nhưng giả vờ ra vẻ thương yêu. Vì sao vậy? Vì muốn rình rập tìm chỗ thuận tiện để làm hại. Tham ái cũng vậy, thường đối với chúng sanh giả vờ ra vẻ chân thật, giả vờ ra vẻ gần gũi, giả vờ ra vẻ hiền thiện, giả vờ ra vẻ thương yêu, thường dối gạt tất cả chúng sanh, khiến họ luân hồi sanh tử. Vì nghĩa ấy, Bồ Tát quán xét tham ái như kẻ thù quán giả vờ thân thiện. Với kẻ thù quán giả vờ thân thiện, ta chỉ thấy được hành vi và lời nói, không thấy được trong lòng, nên bị dối gạt. Tham ái cũng vậy, chỉ là hư dối, thật không có được, nên có thể dối gạt tất cả chúng sanh. Kẻ thù quán giả vờ thân thiện thì có lúc khởi đầu, có lúc kết thúc, nên dễ lìa xa. Tham ái không phải vậy, không có khởi đầu, không có kết thúc, nên rất khó lìa xa. Kẻ thù quán giả vờ thân thiện khi ở xa thì khó rõ biết, nhưng khi ở gần mình thì dễ biết được. Tham ái không phải vậy, dù khi ở gần cũng khó rõ biết, huống chi là lúc ở xa. Vì những lẽ ấy nên Bồ Tát quán xét tham ái còn đáng sợ hơn cả kẻ giả vờ thân thiện. Vì sự trói buộc của tham ái, tất cả chúng sanh đều xa cách đại niết bàn, gần gũi sanh tử, xa cách thường lạc ngã tịnh, gần gũi vô thường, khổ vô ngã bất tịnh. Cho nên ở nhiều nơi trong các kinh,
Phật đều có dạy về ba sự nhơ nhớp là tham ái, sân hận và si mê. Chúng sanh đối với những sự việc trong hiện tại do vô minh che lấp nên không thấy được những lỗi lầm nguy hại, không thể buông bỏ, xa lìa. Tham ái như kẻ quán giả vờ thân thiện, chẳng bao giờ làm hại được người có trí. Vì thế, Bồ Tát quán xét sâu xa tham ái, sanh ra nỗi sợ lớn, bèn lo tu tập tám thánh đạo. Cũng như người bỏ trốn kia vì sợ bốn con rắn độc, năm tên chiên đà la và kẻ giả vờ thân thiện nên băng đường mà chạy đi, không dám quay lại. Xóm nhà trống không kia tức là sáu nhập. Đại Bồ Tát quán xét sáu nhập bên trong là trống trơn, thật không có gì như xóm nhà trống không. Như kẻ hoảng sợ kia, khi vào xóm nhà rồi chẳng thấy có người dân nào cả, tìm xem hết mọi thứ đồ chứa cũng chẳng thấy có món vật dụng gì. Bồ Tát cũng vậy, quán xét kỹ sáu nhập, không thấy có gì cả, không thấy có chúng sanh, không thấy có một vật gì là thật. Vì thế, Bồ Tát quán xét sáu nhập bên trong không có gì cả, như xóm nhà trống không. Thiện nam tử, xóm nhà trống không kia, bọn giặc cướp từ xa trông đến không hề có ý nghĩa rằng đó là trống không. Những kẻ phàm phu cũng vậy, đối với cái xóm nhà sáu nhập không hề có ý nghĩa rằng đó là trống không. Vì không thể nghĩ rằng sáu nhập là trống không, nên phải luân hồi sanh tử, chịu vô số nỗi khổ. Thiện nam tử, khi bọn giặc cướp đến nơi rồi, liền sanh khởi ý tưởng đó là trống không. Bồ Tát cũng vậy, quán xét sáu nhập thường sanh ý tưởng cho là trống không. Vì sanh ý tưởng trống không nên không bị sanh tử luân hồi, không phải chịu khổ. Bồ Tát đối với sáu nhập ấy thường không điên đảo. Vì không điên đảo nên chẳng còn trở lại sanh tử luân hồi. Lại nữa, thiện nam tử, như có giặc cướp vào trú trong xóm nhà trống không ấy sẽ được yên ổn. Giặc phiền não cũng vậy, vào trú trong sáu nhập sẽ được yên ổn. Như giặc cướp trú nơi xóm nhà trống không thì lòng không sợ sệt. Giặc phiền não cũng vậy, trú nơi sáu nhập cũng không còn sợ sệt. Như xóm nhà trống không kia chính là chỗ trú ngụ của sư tử, cọp, sói và mọi giống thú dữ. Sáu nhập bên trong cũng vậy, chính là chỗ trú ngụ của tất cả bọn thú dữ phiền não xấu ác. Cho nên Bồ Tát quán xét sâu xa thấy sáu nhập là trống không, không có gì cả, chỉ là chỗ trú ngụ cho tất cả những điều bất thiện. Lại nữa, thiện nam tử, Đại Bồ Tát quán xét sáu nhập bên trong là trống không, không có gì cả, như xóm nhà trống không kia. Vì sao vậy? Vì là hư dối, không chân thật. Xóm nhà trống không kia thật là trống không, không có gì. Người không hiểu biết lại sanh ra ý tưởng cho là thật có. Thật không có gì là vui, lại sanh ra ý tưởng cho là vui. Thật không có người ở, lại sanh ra ý tưởng là có người. Sáu nhập bên trong cũng vậy, vốn là trống không, không có gì cả. Người không hiểu biết lại sanh ra ý tưởng cho là thật có. Thật không có gì là vui, lại sanh ra ý tưởng cho là vui. Thật không có người ở, lại sanh ra ý tưởng là có người. Chỉ người trí mới biết rõ như vậy, đạt đến sự chân thật. Lại nữa, thiện nam tử, như xóm nhà trống không kia cũng có lúc có người, có lúc vắng người. Sáu nhập không như vậy, lúc nào cũng là không. Vì sao vậy? Vì tánh của chúng thường là không. Đó là chỗ biết của người trí, chẳng phải do mắt thấy. Cho nên Bồ Tát quán xét sáu nhập bên trong chứa nhiều quán thù tai hại, liền lo tu tập tám thánh đạo không lúc nào dừng. Như người kia vì sợ bốn con rắn độc, năm tên chiên đà la,
một kẻ giả vờ thân thiện và 6 tên giặc cướp mà hoảng hốt bỏ chạy theo con đường lớn. 6 tên giặc cướp kia tức là 6 trần bên ngoài. Đại Bồ Tát quán xét 6 trần ấy như 6 tên giặc cướp. Vì sao vậy? Vì có thể cướp giật tất cả các pháp lành. Như 6 tên giặc cướp có thể cướp giật của cải và vật quý của tất cả mọi người. Giặc cướp 6 trần này cũng vậy, có thể cướp giật những điều lành quý báu của tất cả chúng sanh. Như 6 tên giặc cướp nếu vào trong nhà người, ắt có thể cướp giật tài sản hiện có trong nhà. Không phân biệt là tốt hay xấu, khiến cho người rất giàu có bỗng chốc hóa ra nghèo túng. Giặc cướp 6 trần cũng vậy, nếu thiệp nhập với 6 căn, ắt có thể cướp giật tất cả pháp lành. Pháp lành mất hết thì trở nên nghèo túng trơ trọi, làm kẻ nhất xiển đề. Cho nên Bồ Tát quán xét kỹ thấy 6 trần cũng như 6 tên giặc cướp.